Xin chào các em. Trong bài này chúng ta sẽ giải bài tập bài số 4 phép nhân đa thức bằng ChatGPT-4 với ứng dụng OneDraw. Okay. Bài đầu tiên là thực hiện các phép nhân của đơn thức với đa thức sau đây. Đây, ta có hai phép nhân này. Thực ra cái bài này đơn giản thôi, nhưng khó cả. Thì các em copy em đưa nó vào ChatGPT. Okay. Rồi các bạn chờ đợi chút xíu để chúng ta có kết quả. Okay. Trường hợp A nó là cho kết quả. Rồi chúng ta chờ đợi máy làm câu B, xíu nữa là xong. Rồi, bài này thì quá đơn giản các bạn. Câu A là trừ 0,5 x bình phương này. Nhân cho trừ x bình phương 2x y 4 bình phương. Thì trừ với trừ là cộng này, 0,51 là 0,5. X nhân với x bình phương là x mũ 3 đúng không các bạn? X mũ 3 y bình phương. Tương tự như vậy ta được kết quả là các phép nhân này là 0,5 x mũ 3 y bình phương trừ cho x bình phương y mũ 3 trừ cho 2x y mũ 3. Rất là dễ dàng. Còn cái này thì cũng nhân vào thôi. Ví dụ trong trường hợp này là 6 x y mũ 3 nhân cho x mũ 3 y. Ok. Thì thành 6 như các bạn, 6x mũ 4 này, y mũ 4 ha. Tương tự như vậy các bạn sẽ được kết quả là phép nhân là 6x mũ 4 y mũ 4 trừ cho 3x mũ 3 y mũ 3 cộng cho 2x mũ 2 y mũ 4. Đấy, cái này đơn giản thôi, em nhân rồi sau đó đơn giản là cộng vào thôi. Rồi ta sang bài thứ hai, rút gọn biểu thức. Okay. Rồi ta chỉ cần copy đưa vào. Rút gọn biểu thức này. Rồi nó bảo là sau khi rút gọn là sẽ lên trừ 2y. Ta yêu cầu nó viết cụ thể ha, trên bài cụ thể. Thì để nó ha. Trên bày rõ để các bạn biết rút gọn như thế nào. Rồi trước tiên là nhân vào, sắp xếp lại. Ok. Rồi nhân vào tức là x nhân x bình phương thành x nhân bình phương này, các em nhân vào thôi. X nhân với trừ y. Ok. Tương tự giờ trừ x bình phương nhân x này, trừ x bình phương nhân y. Rồi viết lại ta được thành x mũ 3 trừ x bình phương y trừ x mũ 3 này trừ x bình phương y cộng x bình phương y trừ y. Nhưng mà cái này giống nhau các bạn, x mũ 3 giống nhau này. Okay. Trừ x bình phương y rồi ra cộng x bình phương y bỏ đi. Okay. Đấy. Như vậy ta còn lại là gì? Ở đây là nó là tạo thành trừ 2 y. Đấy. À, như vậy chỗ này đó thì là x3 trừ x3 đúng không, trừ x bình phương y trừ x bình phương y lọ rồi. Như vậy còn này là chỗ này là x bình phương y trừ xy. À, chỗ này sao nó ghi là bằng trừ 2y nhỉ, có bị nhầm lẫn không ta. Như vậy chỗ này x bình phương y này, x bình phương y à, chỗ này có gì đó nhầm lẫn các bạn, bởi vì x mũ 3 đó, x 3 hết này trừ x bình phương y cộng x bình phương y, như vậy là còn lại là trừ x bình phương y với lại trừ x y nữa các bạn.
À chỗ này chắc là ở trên này nó tính nhầm chỗ này chứ. Chỗ này khác. X3 y là x3 khác. Trừ x bình phương y. Đây là cộng x bình phương y bỏ hết rồi à. Rồi còn lại là trừ x y đúng không? Trừ x y với trừ x y. Thì đó là trừ 2 y đúng rồi. Đấy, ta đưa như vậy. Rồi làm câu 127 làm tính nhân thì các bạn yêu cầu nó giải xem nó giải thế nào. Thực ra đó thì nhân giữa hai đa thức thì dễ rồi, nhân lần lượt các cái hạng tử với nhau thôi. Rồi câu B. Thì cái này nó làm hơi rườm rà xíu à. Đấy. Ờ nó viết hơi rườm rà xíu các bạn. Như vậy câu A thì nó sẽ là cái này. X mũ 3 y trừ x bình y bình cộng 3 x bình trừ 2 x y cộng 3. Ok, chỉ đơn giản vậy thôi. Còn câu B thì kết quả là gì? Sẽ tạo ra là x mũ 3 y bình trừ 2 x bình y mũ 3 trừ x bình y chia 2 cộng x y bình phương cộng 2 x trừ 4 y. Thì cái này các em tự nhân mà thôi, không có gì khó. Okay. Giờ ta sang câu 128 rút gọn. Thì thấy rằng giá trị của nó không phụ thuộc vào giá trị của biến. Như vậy có nghĩa là sau khi rút gọn á thì kết quả của nó sẽ là một cái hằng số. Okay. Rồi ta xem trên rút gọn như thế nào. À sau khi rút gọn trở thành tám ai khác và rõ ràng là sau khi các bạn biến đổi đi ha, nhân vào cộng trừ nhân chia thì kết quả sẽ là trừ 8 và rõ ràng là giá trị của biểu thức này á, thì nó không phụ thuộc vào giá trị của biến. Khác đơn giản. Chúng ta sang câu tiếp theo chứng minh đẳng thức. Chứng minh rồi ta xem thử nó sẽ làm như thế nào. Chứng minh nguyên là ta thực hiện bên bên trái, thực hiện thuyết nhân là thành một cái kết quả bên phải cũng vậy. Sau đó hai vế trái về bên phải thì chứng tỏ hai nó bằng nhau. Ok. À ở đây nó làm cách khác nha, biểu thức này chứng minh hai bằng nhau á, thì nó cho chuyển cái này qua và sau khi rút gọn bằng không thì nó chứng tỏ là hai biểu thức ban đầu bằng nhau ha. À, nhưng hai đó cũng làm cái cách. Ok. À, thì còn nó chứng minh cách khác xem. Chứng minh cách khác. Ok. Có nhiều cách để các bạn chứng minh. Rồi tức là nó thực hiện hai phép nhân rồi so sánh hai kết quả như nhau. Ok, thực hiện hai các phép nhân rồi so sánh hai kết quả với nhau thấy rằng là bằng nhau. Đấy. Thì có kết quả là 4x mũ 3 cộng 3x bình y trừ y mũ 3. Đấy khác. Rồi chứng minh rằng là hai cái biểu thức ban đầu là nó bằng nhau. Và có nhiều cách để các bạn chứng minh. Ok. Rồi cái bài đến đây chúng ta là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.
ba kem.